Chư vị ái khanh nắm bắt tin tức nhanh thật đó. Chấm vừa có tin vui được một hoàng tử. Các vị ái khanh đã đến chúc mừng. Khởi tấu hoàng thượng, đứa con trai mà hoàng hậu sinh ra không phải huyết mạch hoàng thất. Chúng thần xin hoàng thượng minh xét. Xin hoàng thượng minh xét. Hỗn xược, dù không huyết mạch hoàng thất, các người có mấy cái đầu hả? Hoàng thượng, huyết mạch hoàng thất là việc liên quan đến nguồn gốc quốc gia, từ xưa đến nay không thể bị giấy bẩn. Thần có chứng cứ chứng minh đứa con trai của hoàng hậu sinh ra không phải hậu duệ hoàng thất. Chứng cứ? Lẽ nào ngươi gài tai mắt bên cạnh trẫm, theo dõi việc ăn ở của trẫm sao? Thần không dám. Hoàng thượng, đứa bé đã được sinh ra, chỉ cần tính ngược lại là có thể biết được ngày hoàng hậu bắt đầu mang thai. Theo thần suy đoán, ngày mà hoàng hậu bắt đầu mang thai là khoảng hơn một tháng sau khi hoàng hậu mất tích. Lúc đó tiên đế lâm bệnh nặng, hoàng thượng ngày đêm bận việc trong triều. Đây cũng là chuyện mà chúng thần đều biết. Chỉ e rằng khi hoàng hậu tiến cung thì đã không còn trong sạch. Xin hoàng thượng minh xét. Xin hoàng thượng minh xét. Thân thể trong trắng của hoàng hậu trẫm rõ hơn ai hết. Thời gian không phù hợp là vì tiểu hoàng tử không đủ tháng mà bị sinh non ngoài ý muốn. Hoàng thượng, nếu là ngoài ý muốn, vậy vì sao trong cung không thấy ghi chép? Mong hoàng thượng điều tra rõ chuyện này. Người đang nghi ngờ trẫm sao? Hoàng thượng, đảm bảo trong sạch cho huyết thống của hoàng thất là chức trách của tông chính phủ. Nếu hoàng thượng không thể loại bỏ mối nghi ngờ này, tông chính phủ sẽ từ chối ghi tên hoàng tử này vào danh sách ngọc điệp. Xin hoàng thượng minh xét. Chuyện hoàng hậu sinh non đều do quý phi gây nên. Quý phi không biết quản giáo nô tỳ, để đám nô tỳ trong cung vì đố kỵ mà hạ độc trong thức ăn của hoàng hậu. Tuy hoàng hậu không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi dược tính, dẫn đến việc sinh non. Trẫm đã xử lý nô tỳ đó. Các ngươi lại nhân cơ hội này hủy hoại thanh danh của trẫm và hoàng hậu. Hành vi như vậy thật vô cùng ác độc, không thua kém kẻ hạ độc vào thức ăn. Nếu còn có kẻ dị nghị, trừng trị nghiêm khắc. Thật không còn gì để nói. Làm gì có loại độc nào có thể khiến người sinh non? Hoàng thượng đã bị yêu nữ của dân dương phủ mê hoặc rồi, không thể đảm bảo trong sạch cho huyết thống của hoàng thất. Quốc gia lâm nguy. Hôn quân, hôn quân. Phải đó, phải đó. Người đâu? Triệu Thụy Minh mưu hại hoàng tử, vu khống hoàng hậu, khi quân phạm thượng, đánh chết. Rõ. Hôn quân, hôn quân. Hoàng thượng đam mê nữ sắc, quốc gia lâm nguy, thiên thánh sắp diệt vong. Hôn quân, hôm nay trước mặt các ngươi, trẫm muốn lập con trai của hoàng hậu làm thái tử. Sau này kẻ nào dám vô lễ thì sẽ có kết cục như hắn. Tuân lệnh hoàng thượng. Sao nàng lại xuống giường? Hoàng thượng, xin tha cho A Ô và Triệu đại nhân. Nàng đứng lên đi đã. Sau này sẽ không còn những lời đồn đại đó nữa. Yên tâm đi hoàng thượng, chuyện này vốn là lỗi của thần thiếp. Người đừng vì chuyện này mà làm tổn thương tấm lòng của các trung thần. Càng không thể để Diệp Thiến rơi vào cảnh một mình không nơi nương tựa. Đây không phải là chuyện có thể cầu xin. Hai kẻ đó, một kẻ mưu hại hoàng hậu, một kẻ vu cáo cho hậu cung, đây đều là tội chết. Hoàng thượng, dù gì cũng chưa gây ra hậu quả. Triệu đại nhân cũng là nghĩ cho hoàng thất nên mới to gan nói ra những lời đó. Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, đừng vì thần thiếp làm mất lòng dân, để phải mang danh là hôn quân. Là do trẫm quá kích động.